Đầu tiên nó bấm scan, nếu mà máy chuyển qua dòng diện scan có nghĩa là máy vẫn còn lệnh in 60 ngày, ta khỏi cần phải set in. Ta tiến hành set in, đầu tiên tắt máy, ấn giữ 08, bật máy. Sau khi giao diện màn hình chính lên, ta ấn 203, ấn Start, ấn số 1, Enter. Ta tắt máy, ấn giữ 09, bật máy. Sau khi giao diện màn hình chính lên, ta ấn Enter. Và chờ máy tự tắt. Sau khi máy tắt, ta ấn 08 bật máy lên. Sau khi màn hình chính lên, ta ấn phím 6, 7, 3, ấn Start, ấn 60, ấn Enter, Exception. Rồi ta tắt máy, bật máy lại bình thường. Sau khi máy hiển thị, ta sẽ thấy giao diện màn hình Test Mode. Sau khi máy hiển thị chữ set tôi nói là chết thì ta tắt máy, bật máy lên lại bình thường. Quá trình tiến hành set in của ta đã hoàn thành. Để kiểm tra chúng ta set in có đúng hay chưa. Ta chờ máy hiển thị lên chữ ready. Ở giao diện này máy đang hiện quay mình up. Sau khi máy hiển thị ready. Ta ấn giữ phím scan để có máy chuyển giao diện scan không, nếu mà có thì đã đúng. Hoặc là bấm nút copy, nhìn màn hình sẽ hiển thị góc bên phải hiển thị 60. Đấy, quay là giao diện setting ta đã hoàn thành.